Xin chào cả nhà, em tiếp tục phục vụ các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR3 này. Một con máy bên em đã dọn dẹp rồi, máy khá là sạch đẹp các bác nhé. Mã số 6, con TR3 giá chỉ 2 triệu 9 thôi là các bác sở hữu một cái chiếc máy rửa bát Nhật nội địa cực đẹp rồi. Ở bên Nhật thì họ thường chỉ sử dụng khoảng đôi năm thôi các bạn. Khi mà máy nó nội thất nó bẩn một cái là họ bỏ mua một con khác ngay nhé. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm. Chiếc này sản xuất năm 2011, nhưng mà thực ra thì bên Nhật họ chỉ dùng đến khoảng 12-13 thôi là họ không dùng nữa rồi. Đấy, cho nên là các bác yên tâm, không có chuyện như cửa hàng Việt Nam mình là bảo dùng hàng chục năm đến tận bây giờ nhé, không có chuyện đấy đâu ạ. Đấy. Họ có thể về đến Việt Nam mình thì do là lưu kho lưu bãi thôi, nhưng mà không có cái nhiều mắc nghĩ là bảo máy này 2001 thì dùng tận 2023 12 năm thì không phải vậy đâu. Con này khá đẹp luôn các bạn này, nội thất cực sạch đẹp. Đối với dòng TR3 nó xuất sắc rồi này. Đấy. Cái chiếc này thì bên em bán 2.9 bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến nát. Máy sử dụng điện 100V các bác nhé. Ship hàng toàn quốc, các bạn xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt cho bên giao hàng. Đấy, chào các bác. Máy được bảo hành 1 năm đấy ạ.